video lần này thì tại tiệm cá cảnh của bạn Thái Bình, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái dòng cá đi thia mới ha, là cá beta dạ quang nha mọi người. Đó, nhìn con cá màu xanh miner rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. Con này là giá 3x ha, miner dạ quang. Quá lộn, cá beta dạ quang bữa nay mình tìm thôi. Hả? Beta đúng không? Beta dạ quang. Đây là một bạn nè, quay qua đây có một bạn nữa nè. Cá beta dạ quang nha mọi người, mình nói lộn. Đó, đẹp quá. Bên này có một bạn nữa nè, con này cũng giá là 3x luôn. Beta dạ quang. Tiệm cá cảnh Thái Bình bữa nay là toàn là cá mới không. Đây bạn này cũng là beta dạ quang nữa nè. Đẹp quá, ở đây một bạn, bạn này cũng beta dạ quang luôn. Đây, beta dạ quang nha mọi người. Có được vào 1 bạn, 2 bạn, 3 bạn. Đây là 3 bạn ha. Bạn này là 4 nè. 4 5 bạn. Cái bạn, bạn này 6 bạn, 6 bạn beta dạ quang. Cận cảnh bạn cá beta dạ quang. Đây cận cảnh chú cá beta dạ quang. Đẹp quá trời luôn, mắt đen mu hả? Mình màu xanh. Beta dạ quang dễ thương quá. Tìm cái cảnh của bạn Thái Bình. Tiếp tục thì mình sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng cái dàn cá cảnh tại tiệm cá cảnh của bạn Thái Bình ha. Với lại rất là nhiều dòng cá đẹp luôn đó mọi người. Đó, quá trời cá luôn. Đây. Đây có con cá dĩa nè mọi người. Cá dĩa nè, cá chép, sư tử nè ha. Bên đây là dụng cụ nuôi chuột hamster, hamster winter wild, hamster beer. Chuột bạch gì nữa. Đó, quá trời chuột luôn kìa. Dễ thương ghê không. Bạn bán đầy đủ phụ tùng phụ kiện để nuôi chuột luôn mọi người ơi. Đó, chim ngưỡng vàng cá 7 màu của bạn Thái Bình đây. Là bạn những bạn gồng xanh với giá là 1x một con ha. Đó, bên đây là HB Gisco 1x một con nè mọi người. HB Gisco. Bên đây là Lutazan. Quá trời Lutazan luôn. Ở dưới đây là một coi đen 1x một con luôn đó mọi người. Coi đen ha. Đây là dòng Dumbo nè mọi người. Quá trời cá bảy màu luôn, xịn sò quá. Full gold nè mọi người, 1x một con luôn ha. Đây, quá trời luôn, mình thích quá. Tiệm cá cảnh của bạn Thái Bình Lutubot 2x một cặp. Đây, cá chép nè mọi người. Chép côi, chép phụng, chép sư tử. Còn đây là gì? Đó, cá mồi. Cá mồi nhỏ nhỏ nè mọi người. Tiệm cá cảnh của bạn Thái Bình. Những ngày Tết này bạn có bán thêm mà bán thêm cái quà Tết kìa mọi người, những cái gói quà Tết ha. Để coi đi, ở đây nuôi cá gì ở đây quá trời luôn nè. Cá gì của nè. Đây là cái gì bình tích chắc. Cá gì của nè. Ồ, cái bảy màu con kìa. Đúng rồi. Bảy màu con quá trời đẹp ha. Đây là cái gì vậy? Ba ba con. Cái này là cá gì mà thấy tối thui rồi chậm á. Đây cá con, những cái thùng cá con nè, cá bột á. Đây cá kiển, cây thủy sinh á. Cái này có bèo á, cá con, cái này là bơ ương cá con hôm nay. Đây là những cái phụ kiện. Đây bạn nuôi vợt nè. Bông lọc công nu ha. Một hồ cá cánh bườm. Cá chết. Cái cánh bường quá đẹp luôn cả nhà ơi.
Đây có nguồn cá sạch này đẹp quá ha. Sạch. Sạch xanh. Sạch. Sạch gấm. Có ngon cá thì đẹp. Ờ, nguyên cái đàn cá trên đây luôn nè, phát chỉ của bà mới thấy luôn. Này bà không có thấy giá. Đây cũng là những con cá sạch. Đẹp quá ha. Đây là cá thủy sinh. Vài ngàn một con thôi, 3.000 một con thôi, mùi giá rẻ bèo nhèo luôn. Đây cũng cá nhỏ nè mọi người. Nhìn cái cảnh của bạn thấy bình ngập tràn cá kiển đẹp mà rẻ, hợp túi tiền. Tết này bạn bán xiên tết luôn nha mọi người. Phụ kiện nữa ha. Đây là thuốc trị bệnh cho cá nè mọi người, Estradiol. Đây là những cái con cá La Hán giá 4 ít một con nè mọi người. La Hán nè. Thì cũng là La Hán. Cá lóc kìa, pháo hoa. Ờ, để có ba con mấy con này một cái nha. Quá trời đẹp luôn. Ăn rau. Đây cho coi nè, cái con cá cánh bườm, cánh tiên, ông tiên, chuột cà phê. Ông tiên là 1 ít nè mọi người, chuột cà phê là đó, có giá chưa ha. Mua nhiều quá khuyến mãi được tặng luôn. Đây là những cái con sâu, sâu rồng, sâu gạo. Sâu gạo đây nè, sâu mini nè. Đây mấy con cá ba đuôi. Đẹp quá. Đây là con cá gì? La Hán hả? Ủa con cá này là đẹp quá. Con này có chút xíu ở đây ha. Một cái hồ này nhóc. Nhiều nhóc cá luôn. Ôi con này đẹp vậy. Tì bà. Đẹp quá, mấy con cá ba đuôi. Nguyên một cái hồ cá mẫu ở trên mọi người. Siêu đẹp luôn.